Ok anh em, thì mình vừa mới tạo ra một kênh YouTube có tên là Phong Cận Vlog. Thì kênh YouTube này mình sẽ dùng để đăng những video về thử thách và đời sống của mình ở trên đây nha anh em. Nếu như mà mình đi chơi hoặc là đi sự kiện cùng các YouTuber, mình cũng sẽ quay để đăng lên cho anh em xem tại kênh Phong Cận Vlog nha. Vậy thế nên những bạn nào mà muốn mình làm vlog á, thì anh em hãy qua kênh này bấm vào chữ đăng ký, sau đó nhấn vào cái chuông để có thể ủng hộ cho mình, để mình có thể có động lực làm những video vlog thật là hay cho anh em xem nha. Ok, cảm ơn anh em. Thôi tắt tivi thôi, trời chán quá à, chán ghê luôn anh em. Thì sáng đến giờ ngồi ở nhà đói bụng muốn chết luôn mà không có cái gì để ăn hết, trời ơi. Dù gì hôm nay cũng là mùng 3 Tết rồi, cho nên là hết đồ ăn thức uống rồi luôn rồi, đói bụng quá. Trời ơi, cuộc sống mà hay. Giờ không biết làm gì cho vui ta. Ngay cả thức ăn cũng không có. Ngày xưa đã mua tặng, còn tim khô đau tới là mùa vàng. Tên 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 tên. Ủa cái gì vậy? Gì vậy trời? Anh bị gì vậy trời? Tự nhiên không sáng sớm cái hét la ông sùm tào lao vậy trời, làm gì vậy? Ngày đầu năm mới mùng 1 Tết thì người ta đón khí trời này, vì tỉnh dậy vương vai, người ta chơi đón lộc xuân. Hít vào đó, của tài tiền tài lộc vào nhà chứ ngồi chỗ rũm chi à? Ơi em nói thật với anh á, là mùng 3 Tết rồi cho nên là đồ ăn á mùng 1 mình cũng ăn hết rồi, trời ơi là trời, cho nên là mùng 3 Tết thì không có gì ăn mà nó buồn nữa. Ngày Tết gì đâu, càng lúc lớn lên thì càng buồn. Trời ơi, nói chung là em buồn bởi vì em không có đồ ăn ăn á, nói chung là vậy đi, mệt quá. Ơi buồn quá. Chà, ai buồn cái gì đâu. Nói chung là tóm lại là tất cả nỗi buồn của em nó chỉ tập trung vào vấn đề là không có đồ ăn đúng không? Đúng rồi, trời ơi đó, bụng không chết luôn. Không có đồ ăn thì bây giờ mình đi kiếm đồ ăn cho no bụng là vui liền. Chà, game là dễ. Nhưng mà ăn cái gì, nay mới mùng 3, không biết người ta có mở quán chưa nữa mà ăn trời. Các quán thường chưa mở nhưng mà có một quán chắc chắn là mở luôn, biết quán gì không? Quán gì? Đó chính là quán KFC. KFC hả? Cũng được, trời em cũng đang thèm KFC. Đây đi đi đi. Đi. Anh bao em nha. Sớm lắm mùng 3 người ta mở ơi. Biết tại sao người ta mở mùng 3 không? Sao? Bởi vì là người KFC là món ăn của người nước ngoài á. Người nước ngoài thì họ không có ăn Tết giống như Việt Nam mình nên mà người ta mở sớm lắm, giờ mình đi ăn được nè. Vậy là em biết rồi nha, trời. Chứ mua heo kìa. Hả? Cái chỗ này ông bán heo á, lần trước em có mua một con heo để làm cái bữa ăn tất niên cuối năm anh. Trời em hơi cãi đi, mình đi ăn cám xơi đi, hôm nay em không ăn thịt heo đâu. Trời ăn thịt heo đúng điếc mặt lắm. Heo ăn thịt heo xui tí mồ, người ta phải ăn thịt con khác. Trời tạm đúng rồi, thôi đi. Ờ đúng rồi anh. Ủa anh thấy skin em lạ không? Hôm nay em hôm qua em biết anh Sanji á, sau đó em biết nấu ăn giỏi á và em đã đi em nấu món thịt heo á. Những bạn nào mà chưa có coi video biết anh Sanji hãy coi nha, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nha. Đó, ui nè quán cám xơi này. Vô anh, hôm nay anh phải bao em nha, em không có tiền đâu, tiền lì xì em xài hết rồi. Năm mới bằng 2 miếng gà rán chơi luôn. Ok trời, anh chưa lì xì cho em nữa đó, cho thế nên là bây giờ anh phải lì xì cho em mấy miếng gà rán. Ôi trời, sao hôm nay quán đông quá vậy? Oh my god, chỗ đâu ngồi? Về đây, quán đông quá, chỗ đâu ngồi anh? Vô quán người ta vì bốc đồ ăn xong là khác có chỗ ăn, giờ gọi món đi nè. Để em gọi cho bác ơi, bác đầu bếp, bác tìm cho con hai cái đùi gà KFC, hai lon coca với lại hai phần cơm rang trứng nha bác. Dạ dạ, con ra ghế con ngồi nha. Đi vịt. Ở đây em kiếm coi có cái ghế nào để ra để lấy ông trời, của các bạn. Có các bạn nào trống không vậy? Sao mà ôi chỗ này có hai đứa em gái dễ thương đó nè, vịt vô ngồi. Được kỳ quá cái này bàn của người ta mình vô mình ngồi kỳ lắm. Ơ đây nè, các bạn này trống nè, vịt ơi. Vô ngồi anh. Rồi, ok. Quá luôn, ngày Tết đi muốn tìm chỗ ăn cũng khó nữa, thì ngồi đây đi. Ngồi đây, trời ơi, quán đông ghê không? Đúng là cái tiệm KFC nổi tiếng trong cái làng này, cho nên là trời ơi, quá trời người luôn. Hình như là có đồ kìa, anh lấy đi. Ê, lấy đồ ra nha. Lấy đi, em ngồi đây em đợi, ok, mình sẽ ngồi đây mình đợi vịt nha, rồi ơi. Có cái rương ở đó đó, mỗi lần bác làm xong thì bác cất ở trong cái rương á anh lại đó, anh lấy đi, hai cái đùi gà, một hai cái dĩa cơm rang trứng với lại hai lon coca nha. Ôi ơi. Ok, trời ơi, quán KFC là mê kỳ ta. Tới đây anh, tới đây. Đâu đồ ăn đâu? Đó đồ ăn này, chả hiểu sao quán KFC bữa nay là cho nguyên con gà luôn, nó không nấu luôn nè. Ăn con gà. Đây. Cái gì đâu phải? Ôi cái gì mà nguyên con gà? Cái này cái trứng gà của ta đó, lấy đùi gà ra đi. Trời ơi trời. Ủa cái gì đây? Sao anh lấy luôn cái phần combo bự luôn vậy? Ủa cái này đem về hả? Cái này mang về. Cái này ăn nè. Đó. Ok, cái con này là mình ăn tại đây đúng không? Con này mang về đúng không? Trời ơi, đúng dịch sợ quá, dịch mua về cho em ăn, cho em tối em chơi game ăn đúng không? Trời cảm ơn nha. Mua về tối ăn á. Trời vậy mà tưởng mua cho em, tưởng là anh em tốt lắm. Trời thôi okay, mà ăn đi. Ok, mời anh em dùng bữa nha. Bây giờ mình ăn đây. Trời ơi,
Ủa sao tự nhiên mình lại ngủ trong quán vậy trời? Ơ trời ơi mà tôi à, ôi chắc là do là hồi nãy mình ăn no quá cho nên xong mình buồn ngủ. Anh em người ta thường nói là căng da bụng trùng da mắt, anh em xong mình buồn ngủ mình nằm trên bàn mình ngủ luôn. Ai trời ơi, chắc là bây giờ mình phải về nhà anh em ơi. Trời ơi, ủa cái gì vậy? Ủa cái skin của mình nó bị biến thành gì đây? Oh no, cái gì vậy? Chẳng lẽ mình lại biến thành ai hả? Trời ơi trời, ai đây? Ủa sao tự nhiên mình bước đi nó có cái gì nè anh em? Ở đâu đây coi, ủa nó có cái gì nè, có cái gì chớp ở dưới sàn nè anh em. Ủa cái gì vậy? Đây là cái nhân vật nào mà tại sao toàn thân lại mặc bộ đồ màu đỏ vậy ta? Để mình nhớ coi nha. Đây chính là, hình như đây không phải là anime thì phải. À mình nhớ rồi anh em ơi, đây chính là Flash. Đúng rồi, trời ơi. Thôi vậy là thôi, mình ăn thịt gà xong á, cái mình buồn ngủ quá, mình nằm trên bàn mình ngủ và mình trong lúc mà mình ngủ mình cũng biến đổi luôn. Trời ơi, biến đổi ở trên cái quán KFC luôn. Trời ơi, mình cũng rảnh thiệt, mình tự nhiên không mình nằm đây mình ngủ làm gì? Chắc là do mình ăn no mình buồn ngủ. Thôi mà bây giờ mình nghĩ là chắc là mình phải về nhà thôi anh em ơi. Ủa mà anh Mr. Dịch đâu ta? À trời ơi, chắc là do là ảnh thấy mình ngủ cho nên ảnh thấy mình ngủ say quá, với lại mình nặng quá ảnh ẵm mình về không được cho nên ảnh về trước luôn rồi. Thiệt chứ, tự nhiên dẫn mình đến đây ăn xong nào đi về trước để mình nằm đây ngủ. À thôi kệ, về nhà thôi anh em ơi. Lơ tạm biệt bác nha. Trời, ủa gì vậy bác? Lại đi. Dạ có gì không bác? Dạ, việc đầu tiên là ta xin phép chúc mừng năm mới con. Chúc con một năm mới thật là khỏe mạnh và dồi dào sức khỏe, và kiếm được thật nhiều tiền để trả cho ta cái tiền suất trà gián con vừa ăn. Ủa là sao bác? Ý bác là sao? Bác nói ngoạch tạc luôn đi. Bác nói con không hiểu vậy nè. Là mày chưa trả tiền đó đó. Hả? Cái gì? Cái gì mà chưa trả tiền? Hai thằng bay đi gọi nguyên một nồi đồ ăn ra, ăn uống xong người ta phải dọn, người ta phải mệt mỏi, không trả tiền người ta mà đi về như vậy sao con? Tại sao làm người chứ đâu cư xử kia kia? Con ủa chứ hồi nãy con đi chung với một cái anh tóc vàng vàng, anh Mr. Dịch đó bác. Ủa ảnh bao con ăn mà bộ ảnh chưa trả tiền hả? Thằng vàng vàng đó nó kêu là nó đến đây nó đau ăn xong nó kêu nó đau bụng nó đòi đi toilet, rồi nó chê toilet là toilet bốc mùi, toilet không có vệ sinh, xong nó đòi về nhà để nó đi vệ sinh. Rồi bây giờ hai thằng bay về đi vệ sinh là tao biết kiếm ai để đòi tiền đây. Ủa gì kỳ vậy? Cái anh đó ảnh là ảnh bao con ăn và ảnh hứa là ảnh sẽ trả tiền. Thôi vậy gì bây giờ bác cho con về nhà được không? Con về nhà con kiếm ảnh, con đem tiền để con trả cho bác, cho bác. Ê, trời ơi, bây giờ con về nhà hả? Trời ơi, dạ. Con vui tính là con đi luôn, người bác biết địa chỉ nhà con ở đâu mà tìm con. Dạ vậy chứ giờ bác muốn sao? Con giờ con không có tiền trong người, con không có tiền, con không có được tiền lì xì cho nên con không biết làm sao hết. Ơi vậy bây giờ bác cho con thiếu đồ, bác cho con thiếu đi. Trời chứ giờ con đâu có tiền đâu. Không có tiền thì ở lại đây mà làm phục vụ để trả bù tiền đi, không có chuyện bùng tiền nó kiểu đấy đâu. Xưa rồi Diễm. Con hứa thiệt mà, lần sau đến con ăn con sẽ trả tiền chứ giờ bác bắt con ở đây để làm cái gì, con đâu có biết làm gì đâu. Đầu năm ok tôi không trả tiền nữa, có rồi tôi ở đây đợi xíu để đi báo công an cho đi tù luôn. Con xin lỗi, đừng bác đừng có báo công an vậy đó con. Giờ thôi được rồi, bây giờ con ở đây con làm thuê để con trả tiền nợ cho bác cũng được, mà bây giờ bác muốn con làm gì? Bên chủ ta bây giờ rửa bát rửa biếc thuê á, thì cũng có người hết rồi, phục vụ bưng bê cũng có người hết rồi, bây giờ còn một chân rồi có làm không nè? Dạ làm gì bác? Giao hàng. Giao hàng á? Người ta kêu gà kêu gì đó thì mang đến cho người ta và yêu cầu phải nhanh gọn lẹ đó, còn nếu mà giao mà muộn á là bị trừ tiền. Trời ơi sao bác làm khó con quá. Ủa đúng rồi anh em, mình đã biết hành pháp rồi. Trời ơi, ông Flash thì ông cực kỳ nhanh luôn anh em ơi. Mình chỉ cần mình chạy một cái dèo cái là tới nơi thôi. Trời ơi, chuyện nhỏ, trời ơi, giao hàng gì. Con làm Flash mà con chạy rất là nhanh luôn bác ơi. Flash chạy cực kỳ nhanh luôn anh em ơi. Ok được, vậy con sẽ ở đây con làm công một ngày nha. Một ngày thôi nha, là đủ tiền để trả tiền gà chưa bác? Một ngày công hả? Dạ. Chắc là đủ á, nhưng mà còn tùy thuộc cái số lượng giao được trên một ngày liệu có đủ không á. Dạ thôi cũng được, bây giờ con giao nha. Ok rồi. Trời ơi, cái gì chứ giao hàng Flash chỉ cần chạy cái dèo cái là xong. Trời cái hộp này là cái hộp combo gà của khách phải không bác? Đúng rồi, mang cái hộp này đến cho khách đi, tại địa chỉ ở số 1 đường Mini World. Dạ ok bác. Trời ơi, gì chứ đơn giản. Dạ để đó con đi giao. Trời để mình lấy cái hộp gà mình đi giao. Trời tưởng cái gì khó khăn lắm, hóa ra chỉ là đi giao hàng. Trời Flash chạy cái dèo cái là xong. Dạ vậy con đi với bác. Rồi cái hộp nè. Hả rồi cái hộp gà đó, mình xách cái hộp gà trên tay, giờ mình đi giao hàng thôi anh em ơi.
Ok, đi giao hàng thôi anh em ơi. Trời ơi, tưởng gì chứ. Đi giao hàng thì quá đơn giản. Mình là flash mà, mình chỉ cần chạy cái dèo cái là tới nơi thôi. Trời, để coi coi địa chỉ. Ok, rồi địa chỉ này cũng gần nhà mình nè. Trời, đơn giản. Ok, đi thôi anh em. Trời ơi. Ui, cái mày nhanh cái gì ơi. Trời, đập mặt cái tường cái đâu á. Sao mà nhanh cái mày ơi. Trời, đi đập mặt cái tường ơi. Làm ơn gái đó kẹt tôi lại đi. Trời, đừng ai da, trời, đi dập mặt rồi á. Đâu quá, no. Ai da, trời, cái mặt của tôi á. Ok anh em ơi, thì sau một thời gian tập luyện cực khổ thì mình đã có thể gọi là sao ta, mình đã có thể kiểm soát được cái tốc độ của mình rồi anh em ơi. Đó, bây giờ mình có thể đi giao hàng được bình thường rồi. Hay, nói chung là lần trước nhanh quá cho nên mình chạy sao mình đập mặt vô tường mấy lần luôn. Bây giờ mình đã kiểm soát được cái sức chạy của mình rồi. Ok, chuẩn bị chưa anh em? Bây giờ mình sẽ đi giao hàng. Ok, ồ đây chỗ này trước. Trời ơi, cái gì đâu mà mới đi qua nhẹ con cái tới rồi. Chị ơi, có phải chị mua gà rán đúng không chị? Ủa, sao có giao lộn địa chỉ không vậy? Đâu có giao lộn địa chỉ đâu, đúng mà. Bình tôi nghe là tôi gọi gà rán là mất 15 phút, mà bữa nay vừa gọi mất 3 phút mà tới đây vậy. Trời ơi, em là flash mà chị, em chạy một cái dèo cái là tới nơi luôn á. Trời, đây gà rán của chị nè. Trời, em biết em flash, em flash cho em xin cho chị, chỉ cho mông nè. Đó. Cái gì vậy trời, gì đi ra khác trời, cái gì vậy trời, tôi ơi. Gì mà bày đặt làm ngôi sao gì, bắt đầu chảnh chảnh nó đưa gà đi. Không phải em không có chảnh nè, tại vì em chỉ là biến thành anh Flash thôi chứ em không phải là anh Flash trên TV mà chị hay coi đâu. Dạ đây, gà rán của chị đây đó. Dạ. Trời ơi, gà đúng lẹ luôn. Trời ơi, giao nhanh, trời ơi, đi nhanh đến mức mà gà đang vừa mới ra lò nóng bây giờ nó nguội ngắt luôn. Cảm ơn nha. Dạ dạ dạ, cảm ơn chị đã mua gà rán ở chỗ chúng em. Dạ, em đi đây, tạm biệt chị nha. Dạ, tạm biệt chị. Bye bye. Lần sau bye. Nhanh như vậy nha. Trời. Dạ dạ, ok vậy. Nhanh. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình vừa nhận được thêm một cái đơn hàng nữa nè anh em. Thì cái đơn hàng này á là cái nhà của ông này ở kế bên nhà mình luôn. Trời, ông này ông cũng có mua thịt gà ở cái quán này. Ok, kế bên nhà mình thì khỏi sợ bị lạc đường nữa rồi. Ok đi thôi anh em ơi. Đấy, tốc độ flash dịu. À, trời ơi, đập mặt cái tường. Trời ơi, ổng nè. Ơi trời ơi. Ngay trên đời chẳng uống dịu, mà đã uống dịu là phải sáng dâu. Anh ơi, có phải là anh đặt gà quay không anh? Đặt gà quay KFC anh? Gà quay nào? Dạ ông chủ của em bảo em giao gà quay KFC đến ngay cái địa chỉ nhà này nè anh. Đặt hàng người phải nhận hả? Được rồi, đặt hàng thì phải nhận. Ok, nhận nè. Đó, nhưng mà không trả tiền đâu, đi về đi. Anh ơi, trời, cái gì kỳ vậy? Anh phải trả tiền cho em chứ sao? Tại sao lại không trả tiền? Nãy giờ tao nói mày về đi là hai câu rồi, mày cần dây với tao rồi, tao nói thêm câu nữa là đi về đi. Cái gì vậy anh? Bây giờ anh không lấy cũng được thì anh phải trả lại cho em chứ. Tại sao anh lại bơm hàng? Sao đó anh lấy, anh nhận hàng rồi anh cũng không trả tiền tao cho em luôn là sao? Mày mang tới đây mà tao cũng không hề nhận, nhưng mày bắt tao nhận cùng với tao nhận thôi, tao không có trả tiền, tao có hứa đâu. Giờ mày không về vậy tao đánh nó nè. Ok được rồi. Bây giờ là ăn cọc rồi nha. Sao cọc nha. Ok được rồi, vậy bây giờ là ông không muốn trả tiền cho tôi đúng không? Không. Ok thôi được, tôi chỉ cần, nói chung là ông không trả cho tôi thì ok. Nói cho ông biết trước, tôi chính là siêu anh hùng Flash, luôn luôn bảo vệ chính nghĩa, vậy thế nên là tôi cũng sẽ không nhẹ tay với ông đâu. Dạ. Lần sau á mà có đặt hàng thì nhớ nhận giùm tôi cái, mà nhận xong rồi thì nhớ trả tiền. Trời ơi, đúng anh em, mình bình thường á mình cực kỳ là ghét những cái thể loại người mà đặt hàng xong rồi không nhận hàng anh em. Trời ơi, này là lần này tôi cho một trận nhẹ thôi nha. Ok thôi lần sau là tôi sẽ né cái nhà ra, tôi không bao giờ tôi bán KFC cho cái nhà này nữa đâu. Tôi về tôi nói với ông chủ của tôi. Ok thôi anh em, bây giờ mình sẽ về nhà. Trời ơi là trời, cái gì đâu mà mua gặp khách hàng bơm hàng đó chứ. Ok, về nhà giao lại hộp gà cho ông chủ thôi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero của mình, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye, tạm biệt, yêu anh em vãi nồi.